vì Chúa mượn dâng văn nê, tam vì Chúa mượn mời Chúa đệ nhất nê tây phương ngự về. Bà xa có ai lên nê, Bắc Lạng bao xa hỏi thăm đền Chúa Nguyệt Hồ nơi nào. Xin thầy chỉ cho
hậu Phật mọi điều hay giờ việc trong ngoài nần nề mẫn mẫn chú soi cho chùa phán rằng đệ tử không nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
thiên đại sơn chát na sơn màu xanh na chúa người đó lòng trần đau xót ni nhớ khi xưa thái tổ chiều lễ có người còn gái
Khai quang nghe dòng gian thật kỳ diệu, quang minh chiếu từ trung ngã tích tích tăng cung giảng. Kim phụng hoàng thân thần thánh chúa tiên cung vương. Ca lăng tâm gia âm tử bi tân mẫn chúng sinh. Cô nga kim đỉnh đệ khai quang phá chiếu đàn duyên. Văn số dâng lên kim ngân số điểm dâng lên lê quán. Về tâu đối chép biên dành dành phê cho nhị trĩ trường sinh. Quang minh chiếu từ trung ngã tích tích tăng cung giảng. Kim phụng hoàng thân thần thánh chúa tiên cung cung vương. Ta lăng tâm gia âm tử bi tân mẫn chúng sinh. Cô nga kim đỉnh đệ khai quang phá chiếu đàn duyên. Văn sớ dâng lên kim ngân sớ điệp dâng lên nghe quán. Về tâu đối chép biên dành dành phê cho nhị trĩ trường sinh. Nhị trĩ trường sinh quan phê cho nhị trĩ trường sinh. Chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phê cho phúc lộc khang cường. Thank you.
trông thấy tòa giang sơn, tòa giang sơn bát ngát không đâu bằng phố cát lệnh xưa nay quyền hành giám sát đức dạy tiền cũng số hội đồng một tay quan cầm giữ số trần gian sinh tử xót ai có phèn thắng thắng cảnh đua tài diệu tiên một đầu thì vài trăm giám phí nọ niên ly tiểu túy coi chi chia quán ngắm xem bông hoa cúc hoa quỳ hoa lan hoa huệ tứ thì bách bách hoa trai mọi hoa quan dòng chơi các tình đua quân một trèo đúng đỉnh hồ tây một bầu khí giới ấy hay khen rằng thấy cảnh anh đầy tràn trên bảng vàng bốn chữ để trói trói cảnh đền quan nhang khói lòng lòng anh nghe chăm bông hoa đua nhị trên cành bộ nàng tha thiết yến quỳnh nhẹ bẻ bay thương ngàn quan giám sát quyền cả hai thông chi thiên địa không sai trước đại thần nào phép làm xa vũ đằng đằng vân vân ni mát mát công từ xa vân vân làm tôi cơ trời làm đại hạn nắng nôi đào cầu phong vũ một thôi kéo ầm 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 lệnh lệnh sai hà ba thủy thần tự nhiên dẫn nước xoáy vần vần mưa xa được mùa thiên hạ sướng ca nam nữ trẻ già đều đội đức tôn vang tiếng sét lại sai thiên lôi giáng quỳ cùng ta phách phách tan hồn bay tôn quan và phép ai tày sông ngân cũng vượt về dày quan cũng qua cánh già già chiều thông liễu bát thú lâm
tuyền bề bạc rừng xanh, ngài hoa phong hoa vũ hoa hình, tôn quan hoa phép tà tinh chóc tà. Cũng có phen ra sân rồng tấu đôi xong nhật nhật khắc tăng vui, có phen hạc giá vân phù mưa tuôn chớp giật sấm ùa say vang. Tiệc bàn loan đình thần tam tứ phủ, chén rượu tiên quan chú quan anh, bên lầu gió mát trăng thanh, đàn ca sáo thổi lượn quanh trước sân đền. Cũng có phen ra tiếp hầu lưu nguyễn, ván cờ tiên đấu chi một hai, có phen thắng cảnh thi tài, diệu tiên một đấu thi vài trăm thiên. Thái tử đề tam cung thỉnh mời, thái tử đề tam phi phương diện mạo lòng nhan khác thường. Thọ trường về cho phúc lộc khang thường.
dục dục tu hải chung chung ninh hải chung chung linh người con vui thủy quốc quốc đông đinh ninh phòng tôn hiệu đệ tam hoàng thái tử vùng
nơi trong lòng ba quân dòng già truyền từ quân các ngã tấn công bộ binh kỳ ma tấn công hòa phong hiệu lệnh giáp vòng cổ sông xích xinh bích bích đua quân trèo đua quân trèo du lịch bốn phương nghe có phèn tuần thú sông Hương trở về tỉnh Bắc quá giang sông lục lục đầu. Dòng chắp mái treo tươi xích đằng đằng đến đây này này là nơi quan đi sống bờ giao thần thơ tàn viên tam đạo truyền dự quân đối đạo tiên phong chiêng kêu cờ
bắt trong dòng thuyền sau bè trước giữa dòng lênh nga đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghe táo lai hồ chỉ tả sai binh bộ binh binh tùy vũ sai binh tùy ra đi ẩn vào mà cờ vàng chấm ở trung trung tâm bắc này số dâng lên lên cần số tiếp dâng lên nghe quan về tâu đối chép biên dành dành thuê cho nhị chữ trường sinh nghe quan tuần ra hoài lẫn việc tung hoành chúng ta sát gửi tuần tranh nghề đạo cảnh thiên thai quan tuần nề xa chiếu đan duyên ngà tích tinh tăng cũng giang kim phục hoàn thân cần thánh chúa tiên trung vương ca lâm tân gia ấp từ bi lần lấn chúng sinh cô ngã kim đỉnh lễ khai quang chiếu đan duyên văn sớ dâng lên thương lai văn sớ dâng lên ni tôn quan tâu đối chép biên dành nhị trí trường sinh quan phê cho nhị trí trường
trường xây nghề chữ phú chữ quý tháng linh thọ trường về cho phúc lộc khang thường chữ phú chữ quý đường đường sống đâu phơ phơ tóc bạc trên đầu tranh còn đó ơn người.
Tiếng loa đồng hỏi nước sông tranh đào thiêng trang sĩ tung hoành là chính quan để phụ đời kiều dân. Ngựa chiến sông pha đao thuần ra trận sinh từ vì đời chung yêu đạo của tôi trên phủ Linh Linh Giang còn lưu truyền thắng tích ngôi đền thì cũng lưu lại chiến công xưa. Trên mát ngát đôi long châu nốt tam đầu người quận khúc châu lên quan quân quân truyền tư chủ đôi bên xuân xuân thiên trắng sáng ngược lên sập công đồng nghề kiếm chi tam giới hay chóc chóc tà sát sát quý chủ tinh nghề quy ra và phép vạn linh quyền người cai quản tướng thiên binh nhà trời ngự đồng chơi linh thiền bóng quý lương quý trời đoán trang cử đồng hiền ách ai đang ra tay tế độ trần gian ni được đời giao thần thơ giao ai quan hùng hổ lương uy trời tế độ muôn dân đùng 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 nổi chất chất hắc hắc vân vân ngự đồng ban dấu giúp dân quan chủ ta khắp gần xa câu đầu về vòng bài ai đội lầm xin quan đoán lòng lòng thương vì bằng số phận dở dang long thành thấp một tuần nhãn kêu quan quân quân lì nếu đã thương cho sở cầu tất ứng độ cho đời phúc phúc đắng hạ sai vĩ bằng ai vận hạn còn khó qua cầu quan đệ ngũ bệnh đại tàn không nguy một lòng ơn ông nghi phạt bội ai có tội ông sẽ truyền tha hay là cách trở giang hà âm âm cờ trên chỉ núi núi hà tan không nghi một nguyện giang quốc trừ tai đồng
đồng ra bàn ngồi ai ai thình hương ngà hai huyền cuốn bán chạm chạm đường tiền tài lưu loát bạc vàng để ra nguyện thứ ba cho công hầu được đắc lễ độ đệ tử con phú quý được sang giàu bốn nguyện được chữ sống lâu nhờ ơn quan lớn phúc lâu được giàu bền khi cầm quyền còn đương tra sổ hay ông còn đổi số cho ai quan văn võ gồm tài quan quân lịch sử đáng trai bậc anh hùng đêm ngày giữ việc thủy tung đôi lệnh cứu trùng tế độ quân dân ai mà cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa xoan xa động đình con vua bát hải động đình đào tiên quan biểu thất nê anh đình phát thưởng anh giá quan triệu tường là con vua thứ hai đời vua Lê Thái Tổ quản tài triều đình anh giá vui vẻ đền rồng sớm hôm mai cho bà vui vẻ đền rồng ngày chơi phủ tía lầu hồng vào giá trên thượng ngàn đông quân quần quan nghe sáng đàn nghề chừng chừng này thank you.
tươi tốt, tóc ngang xanh rượm dài, nụ hồng mà tô điểm màu da. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồng chứng minh trình chầu đệ nhị là Hãy subscribe.
sơn trang tô linh nhi, tài hoa trầu sao trời khắp nơi. Thank you.
sông nghe đà nước nghe chảy gì rào sau đền để đá mọc mọc thấp mê cao tầng 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 cảnh thanh xuân thiếu quang nghe sói tỏ chúa thác bờ tiến lên nữ giang sinh họ mượn áo trắng đài xanh vầng trán xinh xinh nhẹ vẻ mặt mặn thang tươi môi son nở đóa huê cười nét nét nà hơi thu ba tóc rườm rà rẽ đôi cánh phượng nét cong 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 cuốn lượn đường mơ tư thác xinh 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 để điều thật thời sông đà treo khắp suối khe qua hoàng điện suối rút treo về thank you.
dấu ai vần hạ khó quay tới kêu cửa cho chúa bạch 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 đà tan không dấp dấp một lòng lên hướng phục sự ai phần phần cầu phúc nghi thọ tài danh uy linh cắm hướng lập lập mà đêm Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tòng thâm sai châu đế tứ thủy tòng chiêu dung công chúa ngự đồng đồng để kính dân dân ra châu long trên đền suối lân nghề huề huề điêu liễu thành tần nề hay là ra châu long dân dân đẩy bánh đầu và nghe tiếng thiêu mơ vò chơi chơi thank you.
con suối nhỏ suối về lúc lúc nghe đàn cá vàng lơ lửng lửng dưới khe đêm đêm hồ báo trầu về. Chân trời là nước nước tới đâu, gieo vào mình nghĩa bắt đầu.
Yeah.
diệt giặc nếu thắng hàng đầu lệnh truyền hiệu triệu các trời. Sơn trang nghe tám tường nghe theo chào giá binh mười đông chiến được tung tung hoành nhẹ. Trái ngọt ngọt
mắt nghe hương hồng hồng nào cho người nghe chim nghe gõ kiến sớm chiều. Rước chào
dân lập ấp mê trong nghề vùng mỏ ba người gần cho chị người xa bye bye.